Kính thưa quý vị, trong thế kỷ 20, Tự lực Văn đoàn là tổ chức duy nhất mang tính chất sáng tạo, khai phá và cải cách trong các lĩnh vực sinh hoạt, chính trị, văn học, xã hội, nhân quyền, văn hóa và thời trang. Để chuyên chở và truyền bá những tư tưởng cải cách nói trên, cùng với những sáng tác như tiểu thuyết và những bài luận đề, Tự lực Văn đoàn cho ra đời tờ báo Phong Hóa vào tháng 9 năm 1932. Sau khi tờ báo Phong Hóa bị đóng cửa, thì tờ báo ngày nay tiếp tục sứ mạng nói trên. Nhưng vì tình trạng khó khăn và phức tạp của đất nước Việt Nam vào giai đoạn đó, Tự lực Văn đoàn đã chấm dứt hoạt động vào năm 1940. Mặc dù chỉ hoạt động trong vòng 8 năm, nhưng ảnh hưởng của Tự lực Văn đoàn vẫn còn cho đến những thập niên sau của thế kỷ 20. Để đánh dấu 80 năm Tự lực Văn đoàn và cũng là lễ giỗ thứ 50 của nhà văn Nhất Linh, con chim đầu đàn của Tự lực Văn đoàn, một chương trình hội thảo và triển lãm về Phong Hóa ngày nay và Tự lực Văn đoàn đã được tổ chức tại Little Saigon, quận Cam thuộc tiểu bang California vào hai ngày 6 và 7 tháng 7 năm 2013. Xin kính mời quý vị theo dõi toàn bộ chương trình sinh hoạt này cho chương trình phỏng vấn và tìm hiểu trình chiếu. Sẽ thay mặt tất cả những ông khách để cắt băng khánh thành phòng triển lãm và bắt đầu cuộc hội thảo. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu nhà văn Quán Vũ Sĩ là sẽ thú mỡ. Hôm nay thầy dịch cho phía thú mỡ. Thứ hai là giáo sư Nguyễn Tường Triều. Xin lỗi quý vị, Nguyễn Tường Việt là con trưởng của nhà văn Nhất Linh. Người đứng mặt áo đen đó là nhà văn Phạm Phú Minh, là trưởng ban tổ chức và đã có công trong suốt một năm trời qua để phối hợp với tất cả mọi nơi có được cái buổi triển lãm hội thảo ngày hôm nay. Chúng tôi xin một lần nữa giới thiệu nhà văn Doãn Quốc Sĩ và tiến sĩ Nguyễn Tường Việt. Xin mời cô Thư đưa các bạn khánh thành. Ok rồi, gặp lại sau này. Sinh hoạt ban tổ chức chuẩn bị xin mời quý vị đứng dậy, chúng ta nghiêm trang làm lễ chào quốc kỳ.
Kính thưa quý vị, tạp chí Diễn đàn Thế kỷ và ban tổ chức triển lãm và hội thảo về báo Phong Hóa ngày nay và Tự lực Văn Đoàn xin hân hoan đón chào quý vị trong buổi khai mạc hôm nay. Sự hiện diện đông đảo của quý vị nói lên sự quan tâm của chúng ta về giá trị một di sản văn hóa quý báu của Việt Nam, mà đây là dịp để chúng ta cùng nhau hồi tưởng và tìm hiểu. Thưa quý vị, cách đây 80 năm, Việt Nam đang ở trong một tình thế không có gì là lạc quan. Về chính trị thì đang bị người Pháp đô hộ, người Việt Nam không còn chủ quyền về đất nước của mình. Về văn hóa thì đang ở trong một tình trạng lưỡng lự, là nên giữ nếp sống theo Khổng Mạnh từ hàng ngàn năm, hay là nên triệt để đổi mới để đưa đất nước tiến lên theo kiểu mẫu của nền văn minh Tây Phương. Thật ra, từ đầu thế kỷ thứ 20, nhiều nhà cách mạng đã nhìn thấy cái nhu cầu đổi mới xứ sở để tự cường hậu giành độc lập. Và phong trào Duy Tân đã ra đời để mở ra một cuộc vận động vừa chính trị vừa văn hóa. Cuộc vận động này đã phá lối học từ trước để hướng người dân vào con đường thực nghiệp. Tổ chức phong trào Đông Du nhằm đưa thanh niên sang Nhật để học hỏi. Nhật Bản, một nước cũng trong ảnh hưởng cổ truyền của văn hóa Á Đông, nhưng nhờ sớm kinh tân vào thời điểm đó đã trở thành một cường quốc. Song song với các vận động về chính trị và văn hóa như thế mà người Pháp thì luôn luôn tìm cách tiêu diệt, lại cũng có những vận động có thể coi là hợp pháp của một số nhà trí thức từ vài thập niên đầu của thế kỷ thứ 20. Quý vị như là Nguyễn Văn Vĩnh hay là Phạm Quỳnh, với phương tiện mới mẻ là báo chí và chữ quốc ngữ, đã cố gắng giới thiệu những hiểu biết về thế giới Tây Phương cho một quần chúng lâu nay chỉ biết quanh quẩn với những vị thánh hiền của Nho giáo. Nhìn lại, trong 30 năm đầu của thế kỷ thứ 20, ảnh hưởng của phong trào Duy Tân và của báo chí đã phần nào làm tan rã từ nền móng của khối băng quá lớn đã đóng chặt vào xã hội Việt Nam từ nhiều thế kỷ qua. Cũng trong 30 năm ấy, một thế hệ Tây học đã thành hình trong xã hội Việt Nam. Hệ thống giáo dục của Pháp đã bắt đầu cho ra lò những mẻ đầu tiên, những nhà trí thức mới. Trong đó có cả những người đi du học từ Pháp về. Bức tường ngăn đôi giữa quan điểm cũ và mới xem ra đã lung lay lắm rồi, chỉ còn chờ một cú xô ngã quyết định để nhào hẳn. Và cú xô ngã quyết định ấy đã xảy ra bắt đầu vào tháng 9 năm 1932, khi ông Nguyễn Tường Tam mua lại và làm số báo Phong Hóa đầu tiên. Người ta đã có nhận xét rằng trong thiên nhiên cũng như trong xã hội con người, một khi có nhu cầu thay đổi rất lớn thôi thúc thì sẽ xuất hiện một cái nhân tố tạo ra sự thay đổi. Ví dụ một khu rừng nguyên sinh, trong đó năm này qua năm khác lá và cành khô rụng xuống đất, đầy mặt đất, và cây cối thì cứ mọc cao mãi che kín cả mặt trời. Đến một lúc thiên nhiên sẽ giải quyết tất cả sự rậm rạp u uất đó bằng một trận cháy rừng. Ngọn lửa sẽ dọn sạch và khai thông mọi tắc nghẽn. Nhìn lại bối cảnh Việt Nam cách đây 80 năm, chúng ta có thể hình dung sự xuất hiện của báo Phong Hóa ngày nay và Tự lực Văn Đoàn giống như hình ảnh cháy rừng vừa nói. Muốn thực hiện một cuộc cải cách rộng rãi như thế, cần phải có những con người tài giỏi, có một mục tiêu rõ rệt, một chương trình hành động dứt khoát. Phẩm chất của những con người tập hợp thành nhóm này quả là một sự kết tụ lạ lùng của lịch sử để giải quyết một lần sự lưỡng lự của lịch sử. Nguyễn Tường Tam, tức là nhà văn Nhất Linh, con chim đầu đàn, là một con người đa tài và giàu khả năng lãnh đạo. Ông đã quy tụ những họa sĩ tài năng nhất thời đó, những nhà văn xuất sắc, những nhà thơ dám mở một con đường mới, chói lọi cho thơ ca, để cùng nhau làm báo, làm văn và làm nên bộ mặt mới hẳn cho văn chương và báo chí Việt Nam trong vòng không đầy 10 năm,
với một tinh thần mạnh mẽ, yêu mến và tô điểm đất nước Việt Nam. Đó là một hiện tượng có thể gọi là thần kỳ trong thế kỷ thứ 20. Nhưng khi nhắc tới báo Phong Hóa Ngày Nay và Tự Lực Văn Đoàn, chúng ta không thể không nhắc đến dòng họ Nguyễn Tường. Vào đúng thời điểm ấy đã đóng góp những con người nặng lòng với đất nước, đồng thời là những tài năng rực rỡ cho nền văn học Việt Nam. Đến nỗi chúng ta có thể nói mà không sợ sai lầm rằng nếu không có anh em nhà Nguyễn Tường ở giai đoạn ấy thì chắc chắn cũng chẳng có báo Phong Hóa, chẳng có báo Ngày Nay và dĩ nhiên cũng không có Tự Lực Văn Đoàn. Có thể nói Nhất Linh, Nguyễn Tường Tam cùng anh em và bạn bè của ông chính là những nhân tố quyết định đã xuất hiện vào đúng một điểm hẹn của lịch sử để với báo chí và văn chương tạo nên một cuộc đại náo làm biến đổi lớn lao và mới mẻ về phẩm chất cho xã hội Việt Nam mà trong cuộc triển lãm và hội thảo này chúng ta sẽ cùng nhau xem xét và mổ xẻ. Kính thưa quý vị, là người Việt Nam đều đã sống ở hải ngoại, các cộng đồng của chúng ta lúc nào cũng cố gắng gìn giữ bản sắc của dân tộc mình trong khi hội nhập với thế giới. Việc tìm hiểu những giá trị của quá khứ từ đó mình đi ra trở nên rất là cần thiết. Tự Lực Văn Đoàn, báo Phong Hóa Ngày Nay đã thành đề tài của một số luận án của sinh viên gốc Việt trên thế giới. Và thật đáng mừng đã thành đề tài nghiên cứu của một số học giả quốc tế. Hôm nay, trong phòng hội thảo này, chúng ta rất hân hạnh được đón tiếp giáo sư Kenichi Kawaguchi và cô Aki Tanaka là những người Nhật Bản đã và đang làm công việc ấy. Giáo sư Kawaguchi đã có một số công trình giá trị về Tự Lực Văn Đoàn sẽ chia sẻ với chúng ta trong hội thảo này. Chúng ta cũng rất vui mừng có một số học giả, nhà văn Việt Nam ở hải ngoại vẫn thiết tha nghiên cứu về đề tài này. Giáo sư Nguyễn Hưng Quốc đang dạy học tại Đại học Victoria ở Úc Châu, giáo sư Trọng Huy Bích của Đại học UCLA, giáo sư Phạm Thảo Nguyên từ New York, nhà văn Trần Văn Nho từ Boston, nhà văn Trần Mộng Tú từ Seattle, nhạc sĩ Lê Văn Khoa, các nhà văn, nhà báo, ngữ thuyết, đặng thơ thơ, Đỗ Quý Toàn, vân vân ở vùng Nam California này. Và một hân hạnh lẫn may mắn lớn nữa cho việc tổ chức là có một sự hiện diện đông đảo các thành viên của đại gia đình Nguyễn Tường cùng thành viên gia đình của những vị khác thuộc Tự Lực Văn Đoàn lẫn báo Phong Hóa Ngày Nay trong dịp triển lãm và hội thảo này. 80 năm trước, sự tập hợp của quý vị tiền bối đã tạo ra báo Phong Hóa Ngày Nay và Tự Lực Văn Đoàn thì hôm nay sự có mặt của thành viên các gia đình đem lại một ý nghĩa đặc biệt cho công cuộc tưởng niệm và tìm hiểu công lao của lớp người đi trước. Trong lúc tìm kiếm các tư liệu cho cuộc triển lãm và hội thảo, chúng tôi đã nhận được nhiều nguồn điểm trợ quý báu. Trước hết là toàn bộ báo Phong Hóa Ngày Nay đã được điện toán hóa năm 2012, đã giúp cho ban tổ chức và các diễn giả không biết bao nhiêu là tài liệu và hình ảnh giá trị. Một nguồn khác là hình ảnh tranh vẽ bản thảo của gia đình các thành viên Tự Lực Văn Đoàn và báo Phong Hóa Ngày Nay, mà phong phú hơn cả là từ anh Nguyễn Tường Thiết, con của nhà văn Nhất Linh, anh Nguyễn Trọng Hiền, con của họa sĩ Lê Mưa, Nguyễn Cát Tường. Một nhà sưu tập sách xưa ở Sài Gòn đã vui lòng cung cấp cho chúng tôi toàn bộ hình ảnh bìa sách Tự Lực Văn Đoàn xưa mà anh ấy có. Nhờ thế hôm nay quý vị có thể thấy những hình ảnh của những cuốn sách do đời nay xuất bản từ 7-80 năm về trước tại Hà Nội. Chúng tôi cũng để công tìm kiếm những tác phẩm của Tự Lực Văn Đoàn đã được dịch sang tiếng nước ngoài. Kết quả, chúng tôi có được 3 tác phẩm dịch sang tiếng Nhật do cô Aki Tanaka cư ngụ tại Tokyo sưu tầm và gửi tặng. 3 tác phẩm được dịch sang tiếng Pháp do nhà nghiên cứu Thủy Khuê từ Pháp gửi tặng. 1 tác phẩm dịch sang tiếng Nga do ông Nguyễn Minh Cần ở Mặt Tư Khoa gửi tặng. Riêng về mảng tiếng Anh, chúng tôi mượn được bản dịch do James Benarian dịch thực hiện. Cuốn Đoạn Tuyệt với Nhất Linh từ thư viện trường UCI và sao lại để triển lãm ngày hôm nay.
Cuốn sách hoạt hình phóng tác từ truyện Hai vẻ đẹp của Nhất Linh do Jason Rennie thực hiện, in lại bản dịch cuốn đi Tây do Greg Lockhart thực hiện từ trang nhà của một nhóm nghiên cứu văn học Á Châu tại Úc, sưu tầm và in lại một số truyện ngắn của Khái Hưng, Thạch Lam, Nhất Linh đã được dịch sang tiếng Anh. Tất cả chỉ được dùng trong cuộc triển lãm này. Chúng tôi xin ngỏ lời chân thành cảm ơn các ân nhân đã tìm kiếm và cung cấp cho chúng tôi các cuốn sách dịch đã được xuất bản hoặc đưa lên mạng như vừa nói. Chúng tôi tin rằng số sách từ Lục Văn Đoàn được dịch sang tiếng nước ngoài nhiều hơn là những cuốn được trưng bày trong cuộc triển lãm này, nhưng do khả năng và phương tiện hạn chế, chúng tôi chưa thể tìm kiếm hết được. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn những tấm lòng nặng tình với văn hóa Việt Nam để giúp cho sự sưu tầm và của ban tổ chức được dễ dàng, giúp cho cuộc triển lãm và hội thảo thêm phong phú và thành công. Và xin cảm ơn sự hiện diện quý vị đồng đảo hôm nay. Cảm ơn. Nhà văn Phạm Phúc Minh là trưởng ban tổ chức vừa có lời chào mừng quý vị quan khách. Kính thưa quý vị quan khách, đúng 80 năm trước đây, vào tháng 7 năm 1933, Từ Lực Văn Đoàn được thành lập với 6 thành viên, gồm có Tú Mỡ, Khái Hưng, Thế Lữ, Nhất Linh, Hoàng Đạo, Thạch Lam. Hôm nay, 6 hầu duệ của 6 thành viên đó có mặt tại hội trường này, gồm có, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời nhà văn Doãn Quốc Sĩ là rể của cụ Tú Mỡ. Trân trọng giới thiệu nhà văn Doãn Quốc Sĩ. Giáo sư Nguyễn Tường Triệu, tức Trần Khánh Triệu, là con nuôi của nhà văn Khái Hưng. Trân trọng kính mời. Nhà biên khảo Phạm Thảo Nguyên, con dâu của nhà văn Thế Lữ. Nhà văn Nguyễn Tường Thiết, con của nhà văn Nhất Linh. Giáo sư Nguyễn Minh Thu, con của nhà văn Hoàng Đạo. Bác sĩ Nguyễn Tường Giang, con của nhà văn Thạch Lam. Một lần nữa chúng tôi xin trân trọng giới thiệu 6 hầu duệ của 6 vị Tú Mỡ, Khái Hưng, Thế Lữ, Nhất Linh, Hoàng Đạo, Thạch Lam, gồm có nhà văn Doãn Quốc Sĩ, giáo sư Nguyễn Tường Triều, nhà biên khảo Phạm Thảo Nguyên, nhà văn Nguyễn Tường Thuyết, giáo sư Nguyễn Minh Thu và bác sĩ Nguyễn Tường Giang. Kính chào quý vị. Hôm nay nhân dịp cuộc họp về đề tài Tư Lực Văn Đoàn, tôi sẽ được kể một vài điều mà tôi còn nhớ về nhạc phụ Tú Mỡ Hồ Trọng Hiếu của tôi. Nhà thơ trào phúng Tú Mỡ Hồ Trọng Hiếu có 8 người con, bà cụ đã kể ra trong 2 câu thơ: 5 trai 3 gái 8 tên, Trung, Hiền, Thảo, Dũng, Hùng, Chuyên, Vĩ, Cường. 8 người sau là tuần tự, đúng tuần tự của 8 người con của nhà phụ tôi. Đây là bà nhà tôi, bà xã tôi là Hồ Thị Thảo, là ở đứng cơ vị thứ 3. Nhà của Tú Mỡ thì ở ngoại thành Hà Nội, thuộc là làng, gọi là làng Láng, nằm trên con đường, còn là con đường Láng, chạy dọc theo con sông, là con sông Tô Lịch. Con sông nhỏ thôi, nhưng mà sông Tô Lịch. Có lẽ là vì con sông Tô Lịch nó chảy ngang qua làng tôi, cho nên vào cái thời thuở ban đầu tập tọc viết văn, tôi có lấy cái bút hiệu là Tô Giang Khách, là tức là để nhớ đến dòng sông Tô Lịch chảy qua đầu làng tôi. Làng Láng thì có đặc sản được nhiều người biết đến,
mà thường gọi là rau húng láng. Rau húng láng. Và cái rau húng này đặc biệt là cái sợ là chỉ rồng ở láng mới có cái mùi thơm đặc biệt đó. Còn trồng sang đất khác thì không hiểu là thiếu cái chất đất nào mà chỉ riêng láng có thôi, thì là nó thành ra cái mùi bạc hà chứ không còn được là mùi húng láng. Thế trở lại về kỷ niệm của tôi và bà xã tôi là quen nhau qua sự mai mối của cô em ruột tôi, đây là Doãn Thị Trừng. Trong ngày cưới tôi còn nhớ khi mình đứng trước bàn thờ lễ tơ hồng, lễ tổ tiên, thì nhạc phụ tôi lại có ghé tai hỏi có biết lễ không, là bởi vì cái thời đó con trai Tây học đã bắt đầu lỡ ngỡ về cái việc mà lễ ở trước mặt thờ. Thế tôi khi mà tôi nói đã có xong rồi thì là đến cái lúc mà ra lễ trước bàn thờ tổ tiên thì tôi lễ lên gối xuống gối rất đạt tiêu chuẩn. Cho nên là nhạc phụ tôi dài thế. Riêng về kỷ niệm nhà thơ Tú Mỡ, nhạc phụ tôi còn nhớ một bài đó cũng là Tú cưỡi xe bình bình. Xe bình bình, thưa quý vị, cái thời tức là thời xe mô tô bây giờ đó. Vì cái thời đó thì cái loại xe mô tô đó khi mà mở máy thì nó bình bình cho nên gọi là xe bình bình. Thế cho nên nhà cụ tôi ngài có đi xe cái loại xe mô tô đó, cho nên ngài nói là Tú rừng mỡ cưỡi xe bình bình, máy đổ vang sình sình chạy như bay, bóp còi toe như quá tháo dương vây, khách được cái vội sáng ngày tầm tắp Tú nhớ thủa còn đi xe đạp, một thứ xe chậm chạp hiền lành, trên đường đông dù chuông bấm liên thanh, khách đồng đẩy làm thinh không chịu tránh. Nhà phụ tôi ngài kết luận rằng ồ đáng nhỉ, ở trên cõi tục con người ta bất động bất anh hùng. Một trong những bài thơ không có tính chất trào phúng nhưng cũng nổi tiếng vào bậc nhất của cụ Tú Mỡ là bài Khóc Người Vợ Hiền. Là khi mà nhạc mẫu tôi ngày mất thì là Tú Mỡ lại có làm một bài Khóc Người Vợ Hiền đoạn cuối, và tôi rất thích và cũng đọc lên trong ngày lễ, ngày tiễn linh cứu bà xã tôi mất trước đây vài năm, thì tôi có nhắc lại mấy cái câu thơ đó. Bà đi rồi nhưng tôi phải ở, công việc đời còn dở chút thôi, bao giờ nhiệm vụ xong xuôi về nơi cực lạc lại tôi với bà. Có một chi tiết mọi người ít biết đến, đó là cụ Tú Mỡ không hề vào Đảng Cộng sản. Nghe nói là vì cụ cho rằng vào Đảng thì không còn làm thơ châm biếm được nữa. Cụ có làm một bài thơ nói về việc này như sau: đồng chí chết cũng ra ma, quần chúng chết
cũng đưa ra mọi năm. Miễn là làm việc gắn công, vì dân vì nước, một lòng trung kiên. Cứ gì có thể đảng viên kè kè rác túi mới nên con người. Còn một kỷ niệm cuối cùng về nhạc phụ tôi là thế, có một lần cụ Tản Đà Quán Khai Kiếu tới thăm nhạc phụ tôi, tú vỡ Hồ Trọng Hiếu. Hôm đó lại không gặp, thì là các cụ cho rằng là có lẽ là vì vô duyên, không có duyên, chưa có duyên kỳ này được gặp nhau. Và cho nên một trong hai vị đã có bài thơ mà câu kết luận là: hay là hiếu ấy hiếu này vô duyên, tức là ngày hay là Tản Đà với Đức Hiếu hay và Tú Vỡ Hồ Trọng Hiếu không có duyên gặp nhau, cho nên kỳ này tôi tới thăm ngài không gặp. Và bởi vì là cũng không gặp cô đó, là bởi vì cái thời đó thì đâu có như bây giờ chúng mình là có phone, có điện thoại cầm tay, rồi hỏi trước khi tới là báo cho nhau trước để mà gặp, không còn không có cái cảnh và tới nơi không gặp. Thì là nhân cuộc họp thân thường của chúng ta hôm nay kỷ niệm về Tự Lực Văn Đoàn, tôi xin có đôi lời nhắc tới kỷ niệm về nhạc phụ tôi là cụ Tú Vỡ Hồ Trọng Hiếu và thành viên của Tự Lực Văn Đoàn. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe.